vì là các em chưa có giáo trình, cho nên hôm nay mình sẽ share cái bài giảng và mình sẽ nói chậm ha, để các bạn có thể ghi ghi lại ha. Ghi lại những cái lời của mình nói hoặc là những cái nội dung ở trên slide ha. Rồi, các bạn đã thấy cái bài mình chia sẻ trên chưa? Dạ thấy rồi cô. À, rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ học bài bài hệ kinh Việt ha. Là bài số 4 ở trong giáo trình. Rồi, mục tiêu của bài học hôm nay sẽ có là ba mục tiêu. Thứ nhất, sau khi học xong bài này thì yêu cầu các em là phải nắm được, mô tả được cái đặc điểm lộ trình của 6 đường kinh ở tay và hai mạch nhâm đốc. Mục tiêu thứ hai là sẽ trình bày được cái hệ thống việc chẩn đoán của 6 đường kinh ở tay. Và mục tiêu thứ ba là trình bày được một số huyệt điều trị quan trọng của huyệt nguyên thủy hỏa của 6 đường kinh ở tay. Thì nội dung của bài học hôm nay sẽ có 3 phần. Thứ nhất là khái quát về hệ quân huyệt. Chỗ nào mà mình nói nhanh quá thì các em muốn thì nói nha, nhắc mình nha, để mình dừng lại, mình nói chậm lại. Phần thứ hai sẽ là mạch nhân đốc. Và phần thứ ba là 6 đường kinh ở tay. Rồi đầu tiên là hệ kinh huyệt. Trước tiên mình nhắc qua một cái khái niệm đó là kinh lạc. Kinh lạc là một cái đường khí huyết vận hành ở trong cơ thể. Thì nó bao gồm cái đường chính thì sẽ gọi là kinh, và những cái nhánh thì gọi là lạc. Thì các em hiểu cái nôm na là cái kinh và lạc thì nó sẽ liên kết đan xen với nhau. Và kinh lạc thì sẽ phân ra hai loại là kinh mạch và lạc mạch. Hôm nay mình chỉ học tới nhắc tới cái khái niệm đó là kinh ha. Là cái đường kinh. Cái đường kinh thì sẽ bao gồm 12 đường kinh chính. Đây là mình đang liệt kê những cái phần thuộc cái đường kinh, thì chúng ta chỉ học cái nội dung là 12 đường kinh chính thôi ha. Cái đường kinh thì sẽ bao gồm là 12 đường kinh chính, 12 kinh biệt, 12 kinh cân, 12 khu da bì bộ ha, 14 lạc,
mà có 8 mạch kỳ lạ là kỳ kinh bát mạch. Và trong trên đường kinh thì sẽ có bao gồm rất là nhiều cái huyệt vị ha. Và cái đường kinh và huyệt vị sẽ hợp lại thành cái hệ thống hệ kinh huyệt ha. Thì trong huyệt vị sẽ có huyệt ở trên đường kinh và huyệt ở ngoài đường kinh. Ở cái phần huyệt ở trên đường kinh thì có rất là nhiều cái loại huyệt, và mình chỉ học tới cái nguyên huyệt, du huyệt, mộ huyệt và cái ngũ hành huyệt là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Và trong mộc, hỏa, thổ, kim, thủy thì chúng ta chỉ nhắc tới hai cái loại huyệt, đó là hỏa huyệt và thủy huyệt. Thì ở nội dung sau mình sẽ đề cập tới ha. Rồi, cái slide này có cần mình dừng lại để các em ghi không? Các bạn có thể chụp lại nha. Rồi. Đây là 12 đường kinh chính ha. Đầu tiên là các em sẽ chia ra đường kinh ở tay và đường kinh ở chân. Thì chúng ta sẽ có 6 đường kinh ở tay và 6 đường kinh ở chân. 6 đường kinh ở tay lại chia ra 3 đường kinh âm và 3 đường kinh dương. 3 đường kinh âm ở tay hay còn gọi là thủ tam âm kinh. Thủ tức là tay, tam là 3, âm là kinh âm ha. Thì thủ tam âm kinh đó là những kinh phế, tâm bào, tâm. Ba đường kinh dương ở tay hay còn gọi là thủ tam dương kinh thì bao gồm kinh đại trường, kinh tam tiêu và kinh tiểu trường. Ba kinh dương ở chân, sáu kinh ở chân lại chia ra là ba kinh dương ở chân và ba kinh âm ở chân ha. Ba kinh dương ở chân là túc tam dương kinh, bao gồm kinh vị, kinh đởm, kinh bằng quang. Ba kinh âm ở chân hay còn gọi là túc tam âm kinh thì bao gồm kinh tỳ, kinh can và kinh thận. Rồi, ba kinh âm ở tay, các em nhìn cái mũi tên là ba kinh âm ở tay và ba kinh dương ở chân là những kinh ly tâm. Còn ba kinh dương ở tay và ba kinh âm ở chân là những kinh kinh hướng tâm nha. Vậy ly tâm và hướng tâm nghĩa là gì? Thì các em nhìn sang cái hình bên cạnh, hình 1.1 khi được âm thâm duyên dáng. Quy luật âm thăng dương dáng tức là như nào? Thăng tức là đi lên, dáng tức là đi xuống. Thì em nhìn thấy cái tư thế của cái hình hình người ở đây, cái tư thế này, cái tư thế giải phẫu của y học hiện đại là như nào? Các em học rồi là như nào? Bạn nào biết trả lời? Thưa cô, là dáng đứng và hai tay tay hai tay xuống. Đúng rồi. Vậy thì học cổ truyền sẽ ngược lại là hai tay giơ lên đúng không? Giống như trên hình ha. Thì các em thấy âm thăng tức là với những cái kinh âm thì nó sẽ đi lên. Chưa đi lên tức là các em lấy cái trọng trọng tâm, tức là cái phần ngực này nè, phần tâm á, thì những cái kinh âm sẽ nó sẽ đi lên. Đây, mình nói cái chỗ này. Đây mình lấy cái phần tâm ở đây đúng không? Thì âm thăng là đối với những kinh âm thì nó sẽ đi lên, tức là đi lên hướng này. Đây là đi lên nha. Đó. Còn dương dáng tức là đi xuống thì đối với những kinh dương là đi từ đây, đi từ tâm này đi xuống, là đối với những kinh dương. Được chưa?
Ly tâm tức là so với cái tâm này nó sẽ đi ra. Đi ra tức là đi ra ngoài, này là ly. Còn hướng tức là đi vô tâm tức là đi từ ngoài vô, là ly, là hướng nha. Vậy thì có âm tay ly, tức là đối với những kinh âm ở tay thì sẽ là kinh ly tâm. Còn đối với những kinh dương ở chân là kinh ly tâm, và ngược lại, đối với những kinh dương ở tay là hướng tâm, và kinh âm ở chân là hướng tâm. Rồi, phần này các em có hiểu không? Nếu chưa hiểu mình sẽ nói lại một lần nữa. Dạ hiểu rồi. Nói lại đi cô. Nói lại một lần nữa cô. Rồi, mình nói lại nha. Các em nhìn vào hình 1.1 ha. Tư thế giải phẫu của y học cổ truyền. Như chưa, hai tay giơ lên. Thì sẽ có quy luật là âm thăng dương giáng. Ở đây âm là kinh âm, thăng nghĩa là đi lên, dương là kinh dương và giáng là đi xuống. À, đối với những kinh âm thì nó sẽ đi lên. Các em lấy cái trọng tâm là cái phần ngực này. À, những kinh âm sẽ là đi lên, còn những kinh dương sẽ đi xuống. Được chưa? Còn cái ly tâm và hướng tâm, tức là tâm là mình lấy cái tâm này. Ly tâm tức là đi từ tâm đi ra, được chưa? Còn hướng tâm tức là hướng vô tâm. À, hướng vào tâm. Vậy thì những kinh âm ở tay là ly tâm. Vậy ví dụ cái kinh âm ở tay. Tay, ví dụ kinh âm ở tay thì sẽ là ly tâm tức là đi vô. Cái đường đi của đường kinh á sẽ là đi vô này, đúng không? Đó, còn hướng tâm thì sẽ đi ra. À, là đi ra, đi từ tâm đi ra là hướng hướng tâm. Được chưa? Cô ơi, đi từ tâm đi ra thì phải là ly tâm chứ. Đúng rồi. Đi từ tâm đi ra, ly tâm tức là đi ra, còn hướng là hướng đi vô. À, cô ơi, cái chuyện ly tâm hướng tâm là em hiểu rồi, nhưng mà ví dụ như là cái tâm bào ở ba kinh âm ở tay ấy, nó ly tâm như thế nào luôn? Ba kinh âm, ví dụ phế tâm bào tâm là ba kinh âm ở tay, đúng không? Thì những cái kinh âm ở tay là kinh ly tâm. Cái slide sau mình sẽ đề cập tới cái đường đi của các đường kinh, tức là nó sẽ đi từ đâu tới đâu. À, thì em hỏi ba kinh âm ở tay nó sẽ đi như nào, thì ba kinh âm ở tay là những cái kinh ly tâm. Ly tâm tức là nó đi từ tâm đi ra, thì các em sẽ biết được cái đường đi của nó sẽ là từ bên trong đi ra ngoài. À, ví dụ kinh phế là ở tay. Đây, ví dụ kinh phế. Kinh phế là ở tay. Thì kinh phế là đường kinh âm ở tay. Nó là kinh ly tâm. Thì nó sẽ đi từ tâm đi ra. Đó, nó sẽ đi từ trong này đi ra. Được chưa? Lát nữa qua cái đường, từng cái đường kinh mình sẽ nói rõ hơn cái phần này nha. Nó sẽ đi từ đâu tới đâu ha. Bây giờ các em chỉ cần nhớ được những cái đường kinh ở tay, ở chân, nó là đường ly tâm hay hướng tâm. Thì mình sẽ có cái tóm tắt là âm tay ly và dương chân ly. Là các em nhớ cái phần này. Tức là những kinh âm ở tay là kinh ly tâm. Và ngược lại thì kinh dương ở tay sẽ là kinh hướng tâm. Còn đường kinh dương ở chân là ly tâm. Thì đường kinh âm ở chân sẽ là hướng tâm. Chưa? Mà có bạn nào chưa hiểu không? Tại vì mình cũng chưa có giáo trình đó, các bạn chưa có coi qua được á.
Dạ cô ơi, cho em hỏi. Ừ. Dạ bà, những cái đường kinh này là nó liên quan tới tạng với phủ đúng không cô? Đúng rồi em. Tức là nó lấy tên của tạng và phủ ha. Tên của 12 đường kinh chính là lấy tên của tạng và phủ ha. Lục phủ ngũ tạng, đúng chưa? Dạ. Ừ. Và nó có thêm cái tạng tâm bào, tâm bào lạc nha. Dạ. Rồi. Tiếp theo. Cái phần cái slide tiếp theo mình lấy cái ví dụ của kinh phế. Thì trên mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh, là nhánh phải và nhánh trái. Tức là mình có tất cả là 12 đường kinh chính đúng không? Thì mỗi đường kinh lại có hai nhánh, là nhánh phải và nhánh trái. Ví dụ kinh phế sẽ có kinh nhánh kinh phế bên phải và bên trái. Kinh đại trường cũng có nhánh bên phải và bên trái. Đó, tức là mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh, là nhánh phải và nhánh trái. Thì đối với kinh âm thì nhánh bên phải là âm, nhánh bên trái là dương. Các em nhìn cái ô tóm tắt ở đây. Tức là âm phải âm, dương phải dương. Tức là đối với những kinh âm thì nhánh bên phải nó thuộc âm và nhánh bên trái nó thuộc dương. Đối với những kinh dương thì nhánh bên phải thuộc dương và nhánh bên trái thuộc âm. Đó, các em nhớ những cái khái niệm này thì mình sẽ áp dụng vô những cái phần sau nha. Rồi tiếp theo là mạch nhâm đốc. Rồi. Mạch nhâm đốc. Chúng ta sẽ có 12 đường kinh hợp lại ha, tạo thành cái mạch nhâm và mạch đốc. Thì mạch nhâm là một cái đường dọc giữa bụng ha. Các em thấy là đường dọc giữa bụng này. Được chưa? Và mạch đốc là đường dọc ở phía sau lưng, đường dọc chính giữa. Nha. Đây là đường đi của mạch nhâm đó. Đây là đường đi của mạch đốc. Những cái huyệt nằm ở trên cái đường này đều là thuộc mạch nhâm, và những cái huyệt nằm trên đường này là thuộc mạch đốc. Rồi, thì mạch nhâm là nó sẽ bắt đầu từ huyệt hội âm. Được chưa? Đi dọc giữa bộ ngực và lên tới cằm. Còn mạch đốc thì từ huyệt trường cường đi dọc sống lưng, vòng qua mặt và lên trên đầu. Được chưa? Rồi, đó là hai mạch nhâm và đốc. Rồi, thì mạch đốc nó sẽ phân nhánh ha. Nó sẽ phân nhánh tới các cái du huyệt. Tới các du huyệt. Đây, mạch đốc. Nó sẽ phân nhánh tới các du huyệt. Và những cái du huyệt này còn gọi là nguyên dương huyệt ha. Tức là hệ thống cái huyệt chẩn đoán. Còn mạch nhâm nó sẽ phân nhánh tới các mộ huyệt ha. Hay là nguyên âm huyệt, và cũng là những cái huyệt chẩn đoán. Rồi, 12 đường kinh chính thì bài học hôm nay chúng ta chỉ đề cập tới 6 đường kinh ở tay, còn bài sau sẽ đề cập tới 6 đường kinh ở chân ha. Rồi, 6 đường kinh ở tay. Đây là tóm tắt tên của 6 đường kinh tay, thì sẽ chia ra là 3 đường kinh âm, nãy mình cũng có nói qua rồi, là 3 đường kinh âm và 3 đường kinh dương.
ba đường kinh âm đó là phế tâm bào tâm, và ba đường kinh dương là đại trường tam tiêu tiểu trường. Em có thể chia như này để dễ nhớ nha. Em phải kể tên được 6 đường kinh tay. Rồi. Tiếp theo, mình sẽ đi cụ thể từng đường kinh. Đường kinh thứ nhất là kinh phế. Đầu tiên, mình nói được kinh phế là kinh âm ly tâm. Nó bắt đầu từ cái huyệt trung phủ. Bắt đầu từ huyệt trung phủ. Đây. Được chưa? Dạ, cô. Và tụi em không có thấy được cái mũi tên của cái con chuột của cô, nên là cô chỉ tụi em không có hình dung được nó nằm đâu. Em nói lớn lên được không? Dạ, cái mũi tên của chuột trên màn hình của cô, cái mũi tụi tên em không có thấy được. Chuột của cô. Cô dùng cái con chỏ laser á, có thấy không? Dạ không, tụi em không thấy. Tụi em không thấy con chỏ. Có bạn nào thấy không? Dạ em nãy giờ em thấy bình thường á cô. Em dạ. thấy cô. Chỉ là có bạn thấy bằng không đúng không? Dạ. Chắc mạng. Em kiểm tra lại nha, em thử thoát ra cái vô lại liền coi. Rồi, tiếp tục nha. Kinh phế là kinh âm ly tâm thì nó bắt đầu từ cái huyệt trung phủ ha. Huyệt trung phủ thì vị trí của huyệt trung phủ là ở liên sườn 2 đường nách trước. Vị trí của huyệt trung phủ là liên sườn 2 đường nách trước. Thì những cái vị trí của huyệt các em muốn nhớ, muốn xác định được thì các em phải học nắm được cái giải phẫu. Và cái giải phẫu thì các em đã học ở năm nhất rồi. Nha. Bắt đầu từ huyệt trung phủ và ra trước vai. Ra trước vai và nó sẽ xuống cái mặt trước ngoài. Đây, mặt này là mặt trước ngoài của cánh tay. Mặt trước ngoài của cánh tay. Rồi cẳng tay, mặt trước ngoài cẳng tay. Rồi tới cái cổ tay. Tới cổ tay. Rồi ra dọc bờ ngoài ngón cái. Và nó sẽ tận cùng ở cái huyệt thiếu thương. Và cái vị trí của huyệt thiếu thương là cách 2mm góc ngoài của chân móng ngón cái. Đó là vị trí của huyệt thiếu thương. Rồi, chúng ta sẽ học tới cái phần huyệt điều trị của kinh phế. Huyệt điều trị thì nó thuộc cái nhóm ngũ hành huyệt. Ngũ hành huyệt thì có là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Nhưng mà ở đây mình chỉ đề cập tới là nhóm thường dùng là thủy huyệt và hỏa huyệt. Ngoài ra huyệt điều trị có thêm nguyên huyệt. Thủy huyệt của kinh phế là huyệt xích trạch. Cô bị tắt tiếng rồi cô ơi. Không biết sao tự nhiên nó bị tắt tiếng. Rồi tiếp tục nha. Rồi các bạn nãy không thấy con chỏ giờ thấy chưa? Dạ cũng chưa thấy cô. Cũng chưa thấy mà không sao cô. Vẫn chưa thấy luôn cô ơi. Vậy chắc là không phải là do bên cô đúng không? Tại vì cũng có bạn thấy mà, nên em coi lại cái cài đặt coi ha. Rồi, huyệt điều trị thủy huyệt ở bài trước là các em đã được học cái cô Vân dạy rồi đúng không? Là các em sẽ hiểu cái phần thủy, tức là nó tương ứng với màu đen,
hỏa là tương với mộc đỏ, đúng không? Thì ở đây thủy huyệt của kinh phế là xích trạch. Thì vị trí của huyệt xích trạch là trên nếp gấp khuỷu và bờ ngoài cơ nhị đầu. Đây. Xích trạch. Quên mất slide đúng không? Không thấy slide nữa em. Dạ. Thấy, thấy được. Thấy nhưng vẫn thấy buồn. Thấy bình thường đó cô. Thấy bình thường luôn. Dạ, mình thấy bình thường cô. Ủa sao vậy? À, sao có bạn lại bị mất vậy ta? Em tắt cam thử coi nó có bị đỡ lát không? Nhiều khi nó lát nữa. Thấy chưa? Mình được chuyển cái slide khác rồi. Được chưa, thấy không? Vẫn chưa thấy. Dạ vẫn thấy á con. Dạ chưa con. Những bạn không thấy là không, nó bị trắng hết luôn hay là thấy mỗi chữ? Dạ thấy con. Là thấy cô rồi con. Thấy mỗi cô hả? Dạ đương nhiên là thấy cô rồi. Còn slide thì không thấy slide hả? Có bạn nào thấy slide bình thường không? Dạ thấy slide bình thường cô ơi. Slide cũng thấy con. Thấy cô ơi. Ừ. Những bạn mà không thấy slide là những bạn không thấy con chỏ đúng không? Là dạ, không, em thấy con chỏ. Đó, nhiều bạn nó thấy bình thường, có bạn người nó không thấy. Hình như là dùng điện thoại không thấy á cô ơi. Phải không? Mấy bạn không thấy có phải dùng điện thoại không? Dạ dùng laptop bình thường. Em dùng điện thoại vẫn thấy cô ơi. Hồi nãy em cũng không thấy á cô, nhưng mà em nhấn vô cái hình của slide ở bên tay phải ở cuối á. Bên phần bên phải ở cuối nhấn vô cái hình của slide á là nó sẽ hiện lên. À, mấy bạn thử coi được không? Ở bên góc phải phía dưới, tại vì cái chế độ của bên các bạn nó khác bên mình đó. Được chưa? Dạ được rồi con. Này, này có bạn nào không thấy nữa không? Rồi tiếp tục nha. Rồi, vị trí của huyệt xích trạch ở trên nếp gấp khuỷu tay. Ha, đây là nếp gấp khuỷu tay. Bờ ngoài gân cơ nhị đầu. Đó là thủy huyệt của kinh phế. Ha, các em không bắt buộc các em phải nhớ chi tiết cái vị trí của những cái huyệt này. Nhưng mà các em phải nhớ tên nha. Ví dụ như tới lúc hỏi là huyệt thủy huyệt của kinh phế là huyệt gì thì các em phải nhớ đó là huyệt xích trạch. Ha. Rồi, hỏa huyệt của kinh phế là huyệt ngư tế. Huyệt ngư tế ha. Thì vị trí của huyệt ngư tế là trung điểm ha, của xương bàn ngón cái. Đây, xương bàn ngón cái đây. Nó là trung điểm. Và nó nằm trên cái chỗ tiếp giáp da mu bàn tay và lòng bàn tay. Mấy cái này chỉ cần các em nắm chắc giải phẫu thì mình sẽ xác định rất là dễ. Ha. Rồi nguyên huyệt của kinh phế là huyệt Thái Uyên. Đây, nguyên huyệt của kinh phế nằm trên nếp gấp cổ tay và ngay cuối rãnh tay quay. Đây, cái phần tay quay ở đây và nó là ở đường rãnh đây thì nó ngay trên gấp cổ tay, đó là huyệt nguyên. Rồi, mình sẽ đi tiếp theo là đường kinh thứ hai là kinh tâm bào. Ủa cô, mấy cái huyệt đó nó có tác dụng gì vậy cô? Cái này mình sẽ áp dụng vào huyệt điều trị nha. Yeah. Tên nó là huyệt điều trị thì sẽ bao gồm những cái huyệt ngũ hành huyệt, là bao gồm ngũ tức là năm, sẽ có năm loại huyệt, đó là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy.
Nhưng mà ở đây mình chỉ đề cập tới hai cái huyệt thường dùng, đó là thủy huyệt và hỏa huyệt, được chưa? Ngoài ra có nguyên huyệt của 12 đường kinh, mỗi đường kinh sẽ có một nguyên huyệt. Rồi tiếp theo là kinh tâm bào. Dạ cô ơi, lúc nãy cô bảo là trong đông y thì cái giải phẫu của mình là tay hướng lên, nhưng mà tại sao ở đây thì lại là tay hướng xuống ạ? Không phải em, ở đây là mình chụp cái hình ha, chụp cái hình cánh tay để, tại vì cái kinh phế nó nằm ở trên cái là cái đường kinh ở tay. Cái tư thế đó là để giải thích cho cái quy luật âm thăng dương giáng ha. Ví dụ như cái kinh phế là kinh âm, đúng không? Âm thăng thì nó sẽ đi lên, tức là khi tư thế giải phẫu này, cái cánh tay nó giơ lên thì nó sẽ đi từ tâm và đi ra, đúng không? Tức là ly tâm, đúng không? Thì em thấy cái đường đi của kinh phế có phải là từ trung phủ đi xuống không? Đi như này, đúng không? Thì theo như cái quy luật âm thăng lúc nãy thì nó sẽ đi hướng lên, đúng không? Nó sẽ đi từ đây tới đây, đúng chưa? Dạ rồi, có hiểu không? Dạ hiểu rồi. Hiểu thiệt không? Hiểu chưa? Đây nha. Dạ hiểu thiệt. Rồi rồi, đó. Tức là cái tư thế đó là mình giải thích cho cái quy luật âm thăng dương giáng thôi, đúng không? Thì bây giờ ví dụ mình thích thì mình giơ tay lên, xong rồi mình chụp cái kinh phế này lại thôi, đúng không? Cô ơi, cái nguyên huyệt đó sao em không thấy trên hình cô? Đây em. À, cô ơi, nguyên huyệt có huyệt nào cũng là thổ huyệt hay là nó là tên có thổ huyệt hay là? Thổ huyệt là một cái huyệt thuộc ngũ hành huyệt ha. Tức là thổ huyệt và nguyên huyệt của kinh phế đều là thái uyên thôi. À. Chưa? Dạ. Còn những đường kinh khác, một số đường kinh khác nó sẽ không có trùng như này nha. Mà nguyên huyệt là một huyệt thứ 6 trong 5 huyệt điều trị hả cô? Đúng rồi, tức là huyệt điều trị sẽ gồm ngũ du huyệt này, nguyên huyệt này ha. Thì ngũ du huyệt bây giờ mình chỉ liệt kê ra hai loại huyệt là thủy huyệt và hỏa huyệt. Ngũ du huyệt sẽ có 5 huyệt là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, các em học rồi đúng không? Ở bài trước á. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Ngũ hành dạ. Đúng rồi, ngũ hành. Ủa cô, vậy là cái nguyên huyệt có là màu vàng hay là màu xanh lá cô? Cái này là mình tô màu xanh thôi. Thực ra là chỉ có ngũ du là sẽ có 5 màu thôi. Còn cái nguyên huyệt thì là nó không liên quan nha. Ủa bài trước em học rồi mà. Đây. Bài trước là em có học cái ngũ hành huyệt rồi, đúng không? Dạ. Đúng chưa? Trong học thuyết ngũ hành em học rồi. Bài trước dạ, là học âm dương và học thuyết ngũ hành đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi. Thì ngũ hành sẽ có ngũ hành huyệt, đó là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Thì mộc là màu xanh, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng, đó kim màu trắng và thủy màu đen. Đúng chưa? Ủa mất slide rồi. Mất slide cô ơi. Ờ. Tự nhiên nó bị mất ta. Cô cho em hỏi là nãy cái hình đó cô, em thấy là một mạch đi lên, mạch đi xuống. Còn trong khi trong định nghĩa là em thấy mạch đốc hay mạch nhâm nó đều từ dưới đi lên hết. Cô tắt mic rồi cô. Cô bị tắt mic rồi kìa cô ơi.
Rồi cái này đúng không em? Rồi bây giờ mình sẽ nói qua một lượt nha. Cái nào các bạn không hiểu thì mình sẽ nói sau nha. Hoặc là các bạn có thể nói luôn cái lúc mà mình nói tới cái slide đó, được chưa? Rồi, tiếp theo là kinh Tâm Bào. Rồi, kinh Tâm Bào là một kinh âm ly tâm. Bắt đầu từ cái việc kiên trì. Vị trí của việc kiên trì là ở phía ngoài núm vú một thốn. Thốn là một cái đơn vị đo trong y học cổ truyền để xác định huyệt. Đơn vị để xác định huyệt nha. Một thốn thì sẽ khoảng là cái chiều rộng của cái ngón cái này, được chưa? Là một thốn. Và cái thốn này mình đo tay của cái người mà mình xác định huyệt luôn ha. Ví dụ em xác định huyệt cho một bệnh nhân thì mình sẽ lấy tay của bệnh nhân để mình đo nha. Rồi ở phía ngoài núm vú một thốn ha, là huyệt thiên trì. Chạy con, ra một thốn là tầm bao nhiêu rồi cô? Vừa nói xong. Độ rộng của ngón cái. Chưa? Rồi, tiếp theo là chạy ra cạnh sườn tới nách. Ha. Và nó đi theo mặt trước giữa cánh tay. Ha, mặt trước giữa của cánh tay nè. Rồi mặt trước giữa của cẳng tay tới cổ tay. Ha, bàn tay và ra ngón giữa. Và nó tận cùng ở huyệt trung xung. Vị trí của huyệt trung xung là đầu ngón tay giữa. Đó là kinh Tâm Bào. À, đường đi tức là tất cả những cái huyệt ở trên nằm trên cái đường đi này thì nó sẽ thuộc cái kinh Tâm Bào. Tương tự như kinh phía trước là kinh Phế thì tất cả những cái huyệt nằm trên cái đường đi của cái kinh đó thì đều cái thuộc cái kinh đó hết nha. Rồi tiếp theo, phần huyệt điều trị của kinh Tâm Bào. Tương tự sẽ có 3 loại huyệt. Thủy huyệt của kinh Tâm Bào là huyệt khúc trạch. Cũng nằm trên nếp gấp khuỷu tay. Nhưng vị trí là ở bờ trong gân cơ nhị đầu. Rồi, hỏa huyệt của kinh Tâm Bào. Đó là huyệt lao cung. Là giao điểm của cái đường học vấn ha. Đây, đường học vấn nè. Và cái đường kéo từ khe ngón 3-4 xuống. Đây là đường ngón 3 ngón giữa ha. Nó là giao điểm của hai cái đường này. Đó là huyệt lao cung, là huyệt hỏa của kinh Tâm Bào. Còn nguyên huyệt của kinh Tâm Bào là huyệt đại lăng. Đó, ví dụ kinh này thổ huyệt và nguyên huyệt đều là huyệt đại lăng, chưa? Thì vị trí là nằm giữa nếp gấp cổ tay. Ha. Rồi tiếp theo, đường kinh thứ ba là kinh tâm, là một kinh âm ở tay tiếp. Rồi kinh tâm là cái kinh âm ly tâm, được chưa? Ly tâm. Bây giờ mình lại nói lại để về lúc nãy có một bạn thắc mắc là sao cái tư thế nó dơ lên mà là cái hình nó lại dơ xuống ha. Thì đây, lúc nãy là âm thăng dương dáng, được chưa? Âm thăng, thăng tức là đi, là ly tâm đúng không? Ly tâm tức là nó đi từ trong đi ra, chưa thấy chưa? Đây là đường đi, nó bắt đầu từ cái huyệt cực tuyền ở đây. Và nó đi dọc, nó đi cái hướng này. Đó là cái hướng ly tâm đúng chưa?
Ví dụ mà nó đi từ ở ngoài này đi vô thì nó sẽ là kinh hướng tâm. Đó, các bạn hiểu không? Đây là kinh ly tâm thì nó sẽ đi từ đây đi ra như này. À, rồi thì đường đi của kinh tâm từ huyệt cực tuyền nó sẽ đi xuống dọc theo cái mạch trước, mặt này là mặt trước trong cánh tay. À, lát nữa mình sẽ tổng hợp lại cái cách cho các em nhớ nó đi ở mặt nào nha. Rồi mặt trước trong của cánh tay, rồi mặt trước trong cẳng tay, à, tới cái cổ tay này, tới cổ tay, rồi qua ô mô thằng tay và tới ngón út, à, tận cùng ở huyệt thiếu xung. Thì vị trí của huyệt thiếu xung là cách 2mm góc ngoài chân móng ngón út. Chưa? Đó. Rồi tiếp theo là huyệt điều trị của kinh tâm. Thủy huyệt là huyệt thiếu hải. Huyệt thiếu hải nằm ở đầu trong nếp gấp khuỷu tay. Để xác định huyệt này thì chúng ta sẽ co nhẹ tay, được chưa? Và mình sẽ xác định được huyệt là nằm ở đầu trong của nếp gấp. Đó là huyệt thiếu hải, huyệt thủy của kinh tâm. Tiếp theo là hỏa huyệt của kinh tâm, là huyệt thiếu phủ. À, huyệt thiếu phủ là giao điểm ở đường van tim và đường kẽ của ngón 4, 5. À, cái đường kẽ này, tức là ở giữa hai ngón 4, 5 và cái đường van tim. Ha. Đây là huyệt thiếu phủ. Rồi nguyên huyệt. Nguyên huyệt của kinh tâm sẽ là huyệt thần môn, là nằm ở rãnh trụ. Đây, em thấy đây là cái phần trụ đúng không? Phần trụ của cánh tay thì nó sẽ nằm ở cái rãnh. Ha. Và nó nằm đầu trong cái nếp gấp của cổ tay. Đó. Tiếp theo, mình sẽ chuyển sang những ba kinh dương. Thì kinh dương đầu tiên sẽ là kinh đại trường. Rồi, kinh dương ở tay là kinh hướng tâm. À, là kinh dương hướng tâm. Thì nó sẽ bắt đầu từ cái huyệt thương dương. Đây, bắt đầu từ huyệt thương dương. Thì bây giờ nó ngược lại là nó sẽ đi từ ngoài vô bên trong, đúng không? Thì nó sẽ đi từ phía này, nó đi vô, ngược lại với kinh ly tâm. Thì nó sẽ bắt đầu từ cái huyệt này, là huyệt thương dương. Vị trí của huyệt thương dương là cách 2mm góc ngoài chân móng ngón trỏ. Rồi chạy dọc bờ ngoài của ngón trỏ này, à, qua xương bàn, lên phía mặt sau ngoài. Mặt này là mặt sau ngoài của cẳng tay. Rồi mặt sau ngoài cánh tay, được chưa? Tới cái mõm cùng vai ở đây. Mõm cùng vai ở đây, lên trên cổ này, vòng lên cổ, ha. Lên mặt, tới môi và bắt chéo ở huyệt nhân trung. Vị trí của huyệt nhân trung là 1/3 trên của rãnh nhân trung, ha. Cái rãnh nhân trung là ở đây, thì mình sẽ chia ra 3 phần, thì cái vị trí của huyệt nhân trung sẽ là 1/3 trên. Và nó sẽ tận cùng ở cái huyệt nghinh hương là phía ngoài này. Ha. Tận cùng ở huyệt nghinh hương. Rồi. Tiếp theo, huyệt điều trị của kinh đại trường.
Thì thủy huyệt là huyệt nhị giang. Đây. Thủy huyệt là nhị giang. Vị trí là bờ ngoài của ngón trỏ. Và nó ở ngay cái đầu nếp giữa ngón và bàn tay. Hỏa huyệt của kinh đại trường là dương khê. Và nó ngay cái hõm lào. À, các em biết hõm lào rồi đúng không? Thì mình xòe tay ra như này. À, nó sẽ có cái chỗ này là hõm lào. Đây. Là huyệt dương khê. Rồi nguyên huyệt của kinh đại trường là huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc thì có hai cách xác định. Một là chúng ta sẽ như này. Xòe cái bàn tay, xác định huyệt hợp cốc và lấy cái đường chỉ của ngón cái ha, mình đặt trùng với cái nếp xòe. Cái đường này và mình ấn xuống thì cái ngay cái đầu ngón cái sẽ là huyệt hợp cốc. Chưa? Hoặc là vị trí là trên mu tay và ở kẽ xương bàn ngón 1-2. Rồi, đường kinh dương ở tay thứ hai là đường kinh tam tiêu. Nó cũng là một kinh ly tâm, kinh hướng tâm. Rồi tương tự kinh hướng tâm thì nó đi sẽ đi từ ngoài hướng vô, nên là nó sẽ bắt đầu từ cái huyệt quan xung. Đây. Huyệt quan xung. Vị trí của huyệt quan xung là cách 2mm góc ngoài của chân móng ngón 4. Cứ lắc lát đi. Chưa, vị trí của quan xung. Nó sẽ chạy dọc bờ trong của ngón tay 4. À. Chưa, lên mặt giữa sau. Mặt này là mặt giữa sau của cẳng tay. Xin lỗi. Cánh tay, rồi lên cánh cẳng tay và qua vai. À, tiếp theo, qua vai và lên sau cổ. Vòng sau tai, đây, vòng sau tai. Và tận cùng ở huyệt ti trúc không. Đây là huyệt ti trúc không. Vị trí là hõm đuôi chân mày. Rồi. Tiếp theo, huyệt điều trị của kinh tam tiêu. Huyệt điều trị của kinh tam tiêu sẽ có thủy huyệt là dịch môn. Đây là huyệt dịch môn. Vị trí là ở mu bàn tay. Đầu tiên nó là ở mu bàn tay và ngay cái nếp của ngón tay 4-5. À, cả ngón tay 4-5. Đây là dịch môn. Rồi hỏa huyệt của kinh tam tiêu là huyệt chi câu. Từ nếp gấp cổ tay đo lên 3 thốn. À, đo lên 3 thốn tức là độ rộng của cái ngón cái này nhân 3 lên. Chưa, các em đo lên 3 lần thì nó là 3 thốn. Và nó sẽ ở giữa cái xương trụ và xương quay. À, xương trụ đây, xương quay đây, nó sẽ ở giữa hai cái xương này, được chưa? Rồi, nguyên huyệt của kinh tam tiêu sẽ là huyệt dương trì. Huyệt dương trì. À, ở dưới hai đầu xương quay và xương trụ. Chưa? Nó là ở dưới hai đầu xương quay. Đây xương quay đây, xương trụ đây.
Thì đây là vị trí của huyệt dương trì. Rồi, đường kinh tiếp theo, kinh dương ở tay, kinh hướng tâm, kinh tiểu trường. Kinh tiểu trường bắt đầu từ huyệt thiếu trạch. Đây là huyệt thiếu trạch. Thì nó cách 2mm góc trong của chân móng ngón út. Rồi nó sẽ đi lên phía trong mặt sau cẳng tay. Lên phía trong mặt sau cẳng tay. Rồi đi lên phía trong mặt sau của cánh tay. Tới khớp vai. Được chưa? Tiếp theo nó sẽ chạy lên mặt, lên cổ này, lên mặt này. Và tận cùng ở cái huyệt thính cung. Đây là huyệt thính cung. Nó ở ngay cái hõm trước nắp bàn tay nha. Đây là huyệt thính cung. Rồi huyệt điều trị của kinh tiểu trường, thủy huyệt, sẽ có huyệt tiền cốc. Vị trí của huyệt tiền cốc là bờ trong của ngón út. Nó ở trên cái đường nếp tiếp giáp giữa hai da mu bàn tay và lòng bàn tay. Hỏa huyệt của kinh tiểu trường là huyệt dương cốc. Đây là huyệt dương cốc. Vị trí là ở bờ trong cổ tay và ngay cái đầu dưới xương trụ. Dưới này là xương trụ, đây là xương quai đúng không? Đó là vị trí của huyệt dương cốc. Nguyên huyệt của kinh tiểu trường là huyệt uyển cốt. Đây. Thì nó ở bờ trong của bàn tay. Nó ở trong ở bờ trong của bàn tay và ở ngay cái dưới cái đầu gần xương bàn tay số 5. Bàn ngón số 5. Đó là huyệt nguyên của kinh tiểu trường. Rồi, bây giờ các em nhìn cái phần bảng tóm tắt này. Rồi, vậy mình vừa điểm qua 6 đường kinh ở tay là có 3 đường kinh dương và 3 đường kinh âm. Được chưa? 3 đường kinh dương và 3 đường kinh âm. Thì 3 đường kinh dương thì bây giờ yêu cầu các em nhớ được cái đường đi của đường kinh là không phải cụ thể, không phải cụ thể giống như là nãy mình nói đâu. Thì các em chỉ cần nhớ được là nó bắt đầu từ huyệt nào này, nó đi ở phía nào, mặt nào của tay, và nó kết thúc ở huyệt nào. Rồi. Thì nó đi 3 đường kinh ở tay. Các em nhìn lại cái tư thế giải phẫu của y học cổ truyền. Thì khi mà giơ hai cánh tay lên như này thì nó sẽ có hai mặt. Được chưa? Cái này là ở phía trước đúng không? Đây là ở phía trước. Và phía sau thì nó sẽ có hai mặt là phía trước và phía sau. Rồi, thì những cái kinh dương nó sẽ ở phía sau. Và kinh âm nó sẽ ở phía trước. Được chưa? Ví dụ khi giơ như này nha. Khi giơ như này thì những cái kinh âm nó sẽ ở mặt này, tức là mặt trước. Còn những kinh dương nó sẽ ở phía sau này, tức là mặt sau. Rồi, hiểu không? Đó, thì những kinh dương ở tay nó sẽ là ở mặt sau nè, kinh âm ở tay nó sẽ mặt trước. Vậy thì nó ở phía nào? Thì những kinh dương ở tay nó sẽ có 3 phía. Phía ngoài nè, phía giữa nè,
và phía trong. Được chưa? Ví dụ phế sẽ ở mặt sau phía ngoài của tay. Được chưa? Tâm bào sẽ ở mặt giữa sau của tay. Và tâm sẽ ở mặt trong sau tay. Đó là cách nhớ dễ nha. Rồi tương tự ba kinh âm ở tay. Ba kinh âm thì chắc chắn là sẽ ở mặt trước. Được chưa? Khi giờ như này thì nó ở mặt này là mặt trước. Chứ không phải là như mình hay nói là nó ở phía trong nha. Nó là đây là cái mặt trước, tại vì cái tư thế giải phẫu của mình là giơ như này mà, nên là ở phía trước này nó sẽ là mặt trước nha. Thì ba kinh âm nó sẽ là có ba phía, là phía ngoài, phía giữa và phía trong ha. Phía ngoài, phía giữa và phía trong. Còn ba kinh dương là cũng là phía ngoài, phía giữa và phía trong. Bây giờ mình thử hỏi nha, ba kinh dương ở tay, ví dụ kinh đại trường, thì nó ở phía nào, mặt nào, tức là nó sẽ đi ở mặt nào? Dạ, mặt sau. Ở phía nào? Phía ngoài. Đúng rồi, đại trường, tam tiêu, tiểu trường, được chưa? Còn âm sẽ là phế, tâm bào tâm, đúng chưa? Cái này là kem dễ nhớ hơn đúng không? Rồi, vậy thì trời lại mất slide rồi. Rồi. Rồi, có bạn nào chưa hiểu phần này không? Chưa hiểu cách xác định cái đường đi nó ở mặt nào, phía nào của 6 đường kinh tay không? Nếu bạn nào chưa hiểu mình sẽ nói lại. Dạ cô ơi. Em coi ở trong sách đó cô. Thì cái phần đường kinh phế em thấy là có mở ngoặc ra thủ thái âm phế kinh, thì làm sao mình biết là cái đường đó là gọi là thái hay là quyết hay là thiếu gì cô? Cái đó là tên đầy đủ của đường kinh ha. Mình nói tắt là kinh phế, nhưng mà tên đầy đủ của nó là thủ thái âm phế. Nếu như bạn nào có sách thì mình sẽ coi được, ví dụ kinh phế thì tên đầy đủ là thủ thái âm phế này, trong giáo trình có ghi mở ngoặc. Ví dụ kinh đại trường thì là thủ dương minh đại trường, thì thủ thái âm phế, tại vì thủ tức là tay, chưa thái âm tức là kinh âm, và phế là cái tên của lấy của tạng phủ là phế kinh nha. Đó là tên đầy đủ của đường kinh. Ví dụ thủ dương minh đại trường thì kinh đại trường là kinh dương, thì nó sẽ là dương minh, tức là thủ là tay, dương minh là kinh dương, và đại trường là một cái tên của đường kinh nha. Thì tên đầy đủ là thủ thái âm phế, thủ dương minh đại trường. Mỗi đường kinh sẽ có tên đầy đủ như vậy. Nhưng mà các em chỉ cần nhớ kinh phế là được rồi, kinh phế, kinh đại trường, kinh tiểu trường nha. Và nó là ở tay hay là ở chân, nó là kinh âm hay là kinh dương, đó, theo cái slide này. Nó là kinh gì? Kinh âm hay dương, ly tâm hay là hướng tâm? Nó bắt đầu từ đâu? Nó là bắt đầu từ huyệt nào? Nếu mà nhớ được vị trí của huyệt đó thì càng tốt. Rồi nó xuống mặt nào? Mặt nào, phía nào là mình vừa điểm qua rồi,
đó, và nó tận cùng ở huyệt nào, thì mỗi đường kinh cũng sẽ nhớ là cái huyệt chẩn đoán và cái huyệt điều trị nha. Thì cái hệ thống chẩn đoán và điều trị này nó có trong giáo trình là ở cái trang 107. Đây, cái trang 107 sẽ có cái bản tóm tắt nha. Bản tóm tắt của cái hệ thống huyệt chẩn đoán và điều trị. Tức là cái bản này các em phải biết cách tra cái bản này, không cần các em phải học thuộc hết, nhưng mà các em phải biết cách tra để ví dụ mình có câu hỏi là sẽ có một câu hỏi và cái câu trả lời nó là huyệt gì thì các em phải biết cách tra như này. Thì lúc nãy mình có học là cái huyệt hỏa thủy nguyên, được chưa, là cái huyệt điều trị. Còn huyệt chẩn đoán sẽ là thuộc những cái huyệt mạch nhâm và mạch đốc đa số thôi, không phải huyệt nào cũng thuộc nha. Thì các em sẽ biết cách tra. Đây, cái cột này là 12 đường kinh. Cái cột này là hỏa huyệt. Cái cột tiếp theo là thủy huyệt. Và cột tiếp theo là nguyên huyệt. Thì các em sẽ biết cách tra. Ví dụ hỏi huyệt nguyên của kinh tâm thì các em sẽ tra là huyệt nguyên này của kinh tâm. Đó, tức là huyệt thần môn. Thấy chưa? Thì bữa nào có giáo trình thì các em sẽ coi cái bản tóm tắt này nha. Đây, mình có để một cái slide ở đây. Đó. Đây. Nên là đây là cái bản trang tra huyệt điều trị là hỏa thủy nguyên và huyệt chẩn đoán là mộ huyệt và du huyệt của từng đường kinh. Nha. Cô ơi, ra thi là người ta có cho cái bản này rồi mình dò nữa cô hay là mình phải học thuộc? Thì trước giờ bộ môn thi thì sẽ có hai phần là phần thực hành và phần lý thuyết. Thì lý thuyết thì chắc chắn là không rồi. Còn phần thực hành thì có thể là sẽ cho tụi em đề mở ha, và sau đó tụi em sẽ được phép tra cái này nha. Mà các em phải biết tra nhanh, tức là thời gian không có nhiều á, giống như là câu hỏi ngắn. Ôi, cô cho em hỏi là cái 6 đường kinh mình vừa mới học là giống nhau hoàn toàn ở hai tay phải không cô? 6 đường kinh mình vừa học là nó ở tay nha. Như cái slide đầu tiên mình có giới thiệu là nó sẽ có 12 đường kinh, được chưa? Thì nó sẽ có 6, sẽ chia ra là 6 đường kinh ở tay và 6 đường kinh ở chân. Thì bài hôm nay mình chỉ đề cập tới 6 đường kinh ở tay thôi. Còn 6 đường kinh ở chân sẽ để bài sau nha. Và 6 đường kinh ở tay thì có 3 kinh âm và 3 kinh dương. Cô vậy? Bàn tay phải và tay trái giống nhau hay là khác nhau rồi cô? À, giống nhau em. Đây. Dạ. Lại qua cái slide này. Tức là đó, bây giờ mình đi qua một lần rồi, bây giờ mình nói lại mình mới hiểu đúng không? Là mình sẽ có hai nhánh nha. Mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh, nhánh phải và nhánh trái. Thấy chưa? Đối với những kinh âm thì nhánh phải nó sẽ thuộc âm và nhánh trái nó sẽ thuộc dương. Và ngược lại, đối với những kinh dương thì nhánh phải nó sẽ thuộc dương và nhánh trái nó sẽ thuộc âm. Thì ví dụ kinh phế sẽ có hai nhánh là bên phải và bên trái, được chưa? Kinh đại trường cũng có hai nhánh là bên phải và bên trái. Đó. Rồi hiểu không? Có nghĩa là kinh, giả sử như kinh phế mà đi ở bên trái thì gọi là kinh dương, còn kinh phế mà đi ở bên phải rồi, thì gọi em là lại, em lại phải áp dụng cái này thì em sẽ suy ra như nào? Kinh phế là kinh âm hay là kinh dương? Dạ, kinh phế là kinh âm. Đúng rồi, vậy kinh âm ở đây thì cái nhánh phải thì nó sẽ là âm. Dạ. Nhánh trái nó sẽ là dương. Tức là tất cả những cái huyệt nó nằm trên kinh phế ở phía bên phải thì đó là huyệt âm, là âm huyệt nha. Còn dương tức là nó sẽ là dương huyệt. Vậy là cái này là chỉ áp dụng cho mấy cái huyệt thôi đúng không cô? Đúng rồi em.
Cô cái này giống như kiểu hôm qua học, giống như kiểu là trong âm thì bên trong cái âm nó cũng có dương, phần dương đúng không cô? Cái này nó giống trong như kiểu âm có, trong âm có dương, trong dương có âm. Dạ, vậy cái này có nghĩa là giả sử như là cái kinh phế thì cái bên phải của nó là âm nhưng mà cái nhánh bên trái của nó vẫn là kinh phế nhưng mà nó là phần dương của kinh phế. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cũng là kinh phế nha. Kinh, mỗi kinh có hai nhánh. Đó em cứ, dạ, em cứ hiểu là mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh, nhánh phải và nhánh trái, kinh nào cũng vậy hết nha. Phế phải và phế trái đó, mình nói như vậy mình nói cụ thể luôn là phế phải, phế trái. Dạ, dạ. Mà mình sẽ nói là nhánh ha, nhánh phải và nhánh trái. Dạ. Cô còn tác động lên mấy kinh phế đó, nó có liên quan gì tới phổi của mình không cô? Ừ, đúng rồi, mỗi đường kinh sẽ có mỗi tác dụng nha, tác dụng điều trị nha. Cô em có phải thì giống trong phim châm cứu thì mình tìm cái nguyên huyệt hay là thủy thủy huyệt, hỏa huyệt gì đó mình châm cứu vào không cô? Mình sẽ có nhiều cách. Ví dụ trong cái này thì nó sẽ là nội dung sâu hơn rồi, nhưng mà mình cũng sẽ nói cho các bạn hiểu nôm na. Đó là ví dụ trong y học cổ truyền mình sẽ có nhiều cách điều trị. Cái châm cứu là một cái phương pháp điều trị nha. Thì châm cứu chọn huyệt thì sẽ có, cũng có nhiều cách. Ví dụ mình chọn những cái huyệt tại chỗ ha, những cái huyệt trên đường kinh, rồi những cái huyệt ngũ du đó. Bây giờ mình đang học là một phần thôi, một phần của cái cách điều trị ha. Chọn cái ngũ du thì sẽ có là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Thì hai cái nhóm huyệt thường dùng đó là thủy huyệt và hỏa huyệt. Và nguyên huyệt là mình vừa có đề cập tới đó, là ba cái nhóm huyệt đó nha. Còn huyệt để chẩn đoán là du huyệt và mộ huyệt. Thì ví dụ Kem muốn điều trị Kem phải xác định được là nó ở tổn thương ở cái tạng nào, ở cái phần nào, sau đó mình mới chọn được huyệt. Ví dụ nó tổn thương cái tạng phế thì mình mới chọn những cái huyệt ở trên đường kinh phế để mình châm cứu nha. Các em có hiểu nôm na là như vậy. Cô có nghĩa là giả sử như mình biết được nó là tổn thương ở kinh phế rồi, vậy cái giả sử như mình theo cái triệu chứng mình biết, mình sẽ biết là giả sử như là nó mất cân bằng âm dương, là giả sử như là dương thì nó vượng lên thì mình sẽ tác động lên cái huyệt để mà mình làm giảm hoặc làm tăng cái đó phải không cô? Cái này ở bài chẩn đoán em sẽ học nha. Cái bài sau mình sẽ học phần này nha. Dạ cô, nãy giờ mình mới phân tích về cái thủy huyệt, hỏa huyệt để cái nguyên huyệt, còn mấy cái huyệt kia như là mấy cái huyệt kia là huyệt nào em? Dạ mấy cái huyệt còn lại á, ý là ngũ hành thì có mộc, kim với lại thổ, tại sao mình lại không phân tích ở đây? Có, mình có, tức là nó nãy là mình có nói là huyệt điều trị là ngũ hành huyệt, được chưa? Ngũ hành dạ. Huyệt sẽ có 5 loại huyệt là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, đều là những huyệt điều trị, được chưa? Nhưng mà mình chỉ nhắc ở đây là những cái huyệt thường dùng là thủy huyệt và hỏa huyệt. Em nói chung là tùy cái kinh nghiệm của người điều trị, của thầy thuốc nha. Mình có thể chọn được. Cái này nếu mà nói thì hơi sâu nữa là y học cổ truyền thì hư thì bổ mẹ, thực thì tả con. Được chưa? Nếu mà cái tạng này bị hư thì mình sẽ lấy bổ mẹ, tức là bổ cái tạng mẹ, tức là tạng sinh ra nó. Được chưa? Còn thực thì tả con. Ví dụ nó trong cái chứng thực thì mình sẽ tả cái tạng nó sinh ra, tức là tạng con. Đó. Thì là tùy vào cái tình trạng mà mình sẽ hư hay là thực, là mình sẽ bổ hay là tả, thì mình sẽ chọn ha, trong 5 cái hành đó, 5 cái loại huyệt đó. Dạ vậy trên cái đường, trên cái đường kinh, ví dụ như trên cái đường kinh phế mà nãy giờ mình miêu tả đi, là ngoài cái ba cái huyệt nó nằm trên cái đường đó thì vẫn còn những cái huyệt khác nó cũng nằm trên cái đường đó luôn hả cô? Đúng rồi, mỗi đường kinh sẽ có rất là nhiều huyệt nha, trên tất cả trên cơ thể có vô số huyệt nha, có vô số huyệt. Đây chị có nói lúc nãy có liệt kê ở đây rồi. Đây,
thì trên cái đường trên cái huyệt vị, tức là đường kinh và huyệt vị sẽ hợp lại thành cái hệ thống kinh huyệt. Thì trên mỗi đường kinh sẽ có rất là nhiều huyệt vị ha. Thì sẽ có huyệt trên đường kinh này, huyệt ngoài đường kinh này, được chưa? Huyệt trên đường kinh tức là ví dụ kinh phế sẽ có huyệt phế du thì nó sẽ thuộc cái đường kinh phế. Còn ví dụ huyệt huyệt đại trường du thì nó sẽ không thuộc kinh phế, ví dụ như vậy. Hoặc là ngoài ra những cái huyệt ngoài đường kinh ha. Thì trên huyệt trên đường kinh sẽ lại rồn rất là nhiều huyệt, nguyên huyệt, du huyệt, mộc huyệt ha, rất là nhiều huyệt nữa. Thì ví dụ tổn thương ở kinh phế, mình sẽ chọn những cái huyệt trên đường kinh phế, hoặc có thể không, nhưng mà nó có tác dụng điều trị nha. Huyệt tại chỗ hoặc là huyệt toàn thân. Ví dụ huyệt toàn thân là huyệt hệ thống đây có một cái bảng nữa là các em cũng phải nhớ. Và cái này các em phải học ở cái phần vị trí của huyệt là ở trang 132 à, là các cái huyệt đặc trị theo vùng. Đây là có cái huyệt đặc trị theo vùng ở đây nha. Thì sẽ có là 6 vùng: đầu mặt, cổ gáy, vùng thượng vị, hạ vị, vùng lưng, vùng ngực nha. Thì ngoài mình chọn những cái huyệt tại chỗ, tức là mình tại chỗ là sao, tức là mình tổn thương ở đâu thì mình chọn huyệt ở đó. Và ngoài ra mình sẽ chọn những cái huyệt toàn thân, tức là nó không nằm ở cái vị trí tổn thương nhưng mà nó có tác dụng điều trị cái chỗ đó, đó là huyệt toàn thân. Cô ơi, kinh kỳ tám mạch là em thấy có 8 cái mạch rồi, là trong chương trình thì mình chỉ học 2 mạch không trong này à? Đúng rồi, mình học mạch nhâm đốc và 12 đường kinh chính thôi nha. Thì bữa nay học 6 kinh tay, còn 6 kinh chân là để buổi sau. Đó là mình liệt kê ra cho các em khái quát được cái kinh lạc thôi. Còn mình chỉ học 12 đường kinh thôi và mạch nhâm đốc. Dạ, tại trong bài giảng số năm ngoái em coi thử thì cũng có nói mạch xung, mạch đối rồi mạch âm duy, dương duy đồ á, cũng có nói qua rồi, nói cái này âm duy dương duy, cái này là học hôm qua rồi đúng không, học buổi trước rồi. Đúng không? Bạn nào có giáo trình là thấy à. Sẽ có âm duy, dương duy, âm kiểu, dương kiểu rất là nhiều nha. Nhưng mà vì các em là y đa khoa nên là mục tiêu của chúng ta là chỉ có học 12 đường kinh chính thôi và mạch nhâm đốc. Cô nói là cái đường đi mạch nhâm đốc không cô? Tại thấy cái hình nó không giống cái trong định nghĩa. Đây. Mạch nhâm đốc nha. Thì mạch nhâm nó sẽ là đường, mạch nhâm và mạch đốc đều là cái đường chính giữa của cơ thể nha. Mạch nhâm thì nó sẽ ở phía trước ngực bụng nha. Còn mạch đốc thì nó ở phía sau lưng ha, đường dọc phía sau lưng. Thì cái mạch nhâm nó sẽ là đi từ huyệt hội âm. Đây là đi từ huyệt hội âm, chưa, đi lên giữa bụng và tới cằm. Chưa. Còn mạch đốc thì nó đi từ huyệt trường cường, đi dọc sống lưng, vòng qua mặt và lên đỉnh đầu. Đó, hai cái mạch này đường đi rất là dễ. Nó là nằm chính giữa thôi. Nha. Thì mạch đốc là nó sẽ phân nhánh tới các cái du huyệt. Thì cái du huyệt cũng có trong cái bảng ở trang 107 đó, là 12 đường kinh, mỗi đường kinh sẽ có một tới một vài huyệt du huyệt nha. Ví dụ như kinh phế sẽ là huyệt du, sẽ là phế du. Kinh đại trường sẽ là đại trường du ha. Can du nó tương ứng, nó chỉ thêm chữ du thôi. Thì mỗi đường kinh sẽ có cái huyệt đó. Còn cái mạch nhâm thì nó sẽ là ở chính giữa và nhưng mà ở phía trước ha. Thì nó phân nhánh tới các mộ huyệt ha. Đúng chưa, em nói thấy hình khác cái gì? Có cái hình có hướng đó cô.
Hình này á hả? Dạ đúng rồi cô. Rồi đây. Không, em đừng có nhìn cái mũi tên này. Cái mũi tên này nó là cái vòng tuần hoàn thôi nha, chứ nó không phải là cái mũi tên đường đi nha. Dạ, dạ. Nó là cái vòng tuần hoàn. Ừ. Thì nó cũng là bắt đầu từ cái huyệt trường cường nè, và huyệt hội âm đi lên, cho trường cường đi lên. À, dạ cô ơi, cô mở cái kinh tiểu trường được không cô? Kinh tiểu trường. Cái tận cùng của kinh tiểu trường là thính cung thì nó có ảnh hưởng gì tới cái huyệt gần gần chỗ cái chân mày không cô? Tại em thấy có cái đường đi qua. Đâu? Tận cùng ở huyệt thính cung. À, vậy nó có ảnh hưởng gì tới cái nhánh bên phía cái chân mày không cô? Cái những cái đường đây em thấy cái đường này nó đều là cái đường đi của huyệt của kinh tiểu trường. Nha. Như là nó có hai huyệt tận cùng hả cô hay sao cô? Không, đây là nó phân nhánh em. Đây, mình sẽ nói lại nha. Nó bắt đầu từ ở phía dưới này đúng không? Mình sẽ nói từ cái chỗ này. Nó lên lên khớp vai này. Được chưa? Nó lên cổ này. Rồi lên mặt này. Và tận cùng ở huyệt thính cung. Thì ở bên đây nó có, nó là nó đi lên cái chỗ phía ngoài, phía sau của đuôi lân chân của đuôi mắt, và nó xuống tận cùng ở huyệt thính cung. Thì cái chỗ này cũng là đường đi của kinh tiểu trường nha. Ừ. Nó là đường đi, nó sẽ đi qua và nó kết thúc ở đây, chứ nó chưa kết thúc ở phía sau đuôi mắt. Ý là cái khúc mà gần cái phía đó không phải đâu em, cái này là cái hình đó, không phải nha. Dạ. Ủa, lớp là đã đăng ký sách chưa? Đăng ký rồi mà chưa có cô. Ủa cô ơi. Ừ. Cách ủa cô điểm nguyệt là có thiệt không cô, hay là hư cấu vậy cô? Cái này trong nội dung học không có nha em. Dạ. Yeah. Cô ơi, ừ. Mấy cái mạch này là nó ở dạng phụ hình mình có thể sờ được hay là nhìn được không? Hay là chỉ xác định trên... Không em, cái này là vô hình. Dạ, yeah. Ngay cả huyệt cũng vậy à? Đúng rồi. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Huyệt thì là nó là vô hình, nhưng mà mình xác định huyệt thì là có nha. Ví dụ khi em muốn xác định một huyệt để châm cứu, thì khi xác định xong chính xác huyệt thì em có thể dùng cái thao tác là ấn ha. Thì mình sẽ hỏi cái cảm giác của người bệnh, thì người ta sẽ có cảm giác tức ở cái chỗ huyệt, thì đó là huyệt nha. Ví dụ như là có mình có thể được học trực tiếp á, mình học thực tập skill thì mình sẽ chỉ cho, tức là khi mà em xác định đúng thì mình ấn vô cái vị trí huyệt thì nó sẽ có cảm giác là căng tức, thì đó là đúng, là mình đã xác định đúng cái vị trí huyệt rồi. Ôi, em có hai câu hỏi. Ừ. Dạ, nếu mà tùy can thận đó cô, mà nếu mà mình xét trong đường kinh thì nó là đường kinh dương đúng không cô? Dạ, còn nếu mình biết là tùy can thận, cái này là đang ở chân rồi em. Em đang hỏi dạ, đường kinh chân đúng không? Dạ, em đang nêu ví dụ cho cái câu hỏi của em thôi. À, còn nếu mà mình xét tùy can thận mà là tạng á, thì nó là tạng âm hả cô? Vậy là đường kinh là mình dựa theo học thuyết kinh huyệt, còn tạng là mình dựa theo học thuyết âm dương đúng không cô? Cái đường kinh là mình lấy tên của tạng, tại vì mỗi cái đường kinh đó nó sẽ, cái hệ thống đường kinh nó sẽ giống như là cái vòng tuần hoàn của cơ thể em, nó sẽ đi khắp của cơ thể và nó có chức năng là nó sẽ có những cái nó tác động tới tạng nha,
ví dụ khi kem tác động lên cái đường kinh, cái huyệt vị trên đường kinh nó sẽ có tác động tới tạng luôn, thì nó sẽ có liên quan là như vậy. Dạ rồi, với lại đường kinh phế đó cô, nó là đường kinh âm. Vậy thì nếu nó ở bên tay phải thì nó là ly tâm, còn nếu nó ở bên tay trái là nó là hướng tâm không cô? Không, nó chỉ là ly tâm hoặc hướng tâm thôi. Nó là bản chất nó chỉ có một chị thôi. Còn cái nhánh đó là nó âm hay là nó dương, không phải là một cái ly, một cái hướng nha. Bây giờ em coi lại cái ly, âm tay ly, dương chân ly, và cái âm phải âm và dương phải dương nha. Em nhớ hai cái đó. Rồi nói lại nha, nhầm cái này là nhầm tai hại nha. Tức là mỗi đường kinh, mỗi đường kinh nó chỉ là kinh ly tâm hay là hướng tâm thôi, chứ không có vừa ly vừa hướng nha. Rồi ví dụ kinh phế là kinh âm, ly tâm, đúng không? Thì kinh phế nó sẽ là phân ra hai nhánh, tức là phế bên phải và phế bên trái, được chưa? Thì phế bên phải là mình coi nó là âm hay dương, và phế bên trái là âm hay dương, chứ nó chỉ là ly tâm thôi nha. À, em hiểu rồi, cảm ơn cô. Dạ, alo cô. Dạ, cho con hỏi được rồi. Rồi. Cho con hỏi là du huyệt là thuộc từ... Em nói lớn lên em. Dạ, alo cô nghe gì không ạ? Em nói lớn hơn tí nữa. Dạ, alo cô nghe gì không? Rồi. Alo. Dạ cô nghe chưa? Rồi nghe rồi, em nói đi. Dạ cho hỏi là du huyệt là đi ra từ đốc mạch và nó sẽ là nguyên dương huyệt, còn mộ huyệt là sẽ đi ra từ nhâm mạch và nó sẽ là nguyên âm huyệt. Lúc nào cũng vậy đúng không? Đúng rồi, lúc nào cũng vậy nha. Dạ cảm ơn. Mà em hiểu, em có hiểu tại sao nó là nguyên dương huyệt và nguyên âm huyệt không? Tại sao nó là âm và tại sao nó là dương không? Tức là tại sao đốc thì là dương mà nhâm thì là âm á? À, dạ cô có thể giải thích cho con được không? Cái này lại quay lại cái phần tư thế nha. Phía trước nó là âm hay dương, phía sau nó là âm hay dương. Cái này là học ở quy luật âm dương rồi, thì phía trước là âm hay phía sau là âm? Dạ phía trước là âm, phía sau là dương. Đúng chưa các bạn? Đúng chưa? Đúng rồi. Cho nên lúc nào cũng vậy. Mạch nhâm nó sẽ phân nhánh tới mộ huyệt là những cái nguyên âm huyệt. Có bạn nhắn tin trả lời, nhắn tin hỏi ha. Em có thể nói đi em. Cô giảng lại cái mỗi đường kinh có hai nhánh được không cô? Tại vì em vô trễ á cô. Rồi. Mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh, nhánh phải và nhánh trái nha. Đây, mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh là nhánh phải và nhánh trái. Thì ví dụ kinh phế nó sẽ có hai nhánh là nhánh phải và nhánh trái. Được chưa? Thì kinh phế là kinh âm. Kinh phế là kinh âm. Nên nhánh phải nó là thuộc âm. Và nhánh trái nó sẽ thuộc dương. Và ngược lại, đối với những kinh dương thì nhánh phải nó sẽ thuộc dương và nhánh trái nó sẽ thuộc âm. Mỗi đường kinh sẽ có hai nhánh. Kinh phế có hai nhánh, kinh đại trường có hai nhánh, tiểu trường có hai nhánh. Chưa?
Ồ, vậy là mình xác định nó là âm hay dương là chỉ dựa vào bên tay phải thôi phải không cô? Dựa vào cả hai em, đầu tiên em phải xác định được cái đường kinh đó là kinh âm hay kinh dương. À, em nhìn vô cái chỗ tóm tắt này nè. Đầu tiên cái âm dương này là kinh âm hay kinh dương. Đây. Nha. Đầu tiên phải xác định được đường kinh đó là âm hay dương. Nếu mà kinh âm thì cái nhánh bên phải của nó sẽ thuộc âm. Tất cả những cái huyệt thuộc cái nhánh này là âm. Còn đối với những kinh dương thì cái nhánh bên phải nó sẽ là dương và ngược lại. Cô, nếu như mình nói như vậy á, thì con tưởng tượng ra một cái đường chéo á, ví dụ như là âm phải âm thì là âm trái nó sẽ dương, âm trái nó dương mà dương phải dương ở chân á, dương phải nó dương á, thì con thấy nó đi theo một cái đường chéo, nó bắt chéo. Đâu đường chéo bắt chéo nào? Đường chéo nào em? Đường chéo ở trong trong này á hả? Đường chéo này á hả? Phải không? Ý bạn nó nói là theo tư thế của đông y không? À. Sao? Em nói lại đi. Dạ, ý em nói là nếu như mà xét theo cái đường đường chiếu á, ví dụ như là âm âm phải âm. Em bị mất tiếng rồi. Dạ, cô nghe em nói không? Rồi, em nói lại đi. Dạ, ý là âm phải âm thì mình đang xét bên cái nhánh âm, nhánh nhánh âm bên tay phải nó sẽ âm, thì cái nhánh âm bên trái nó sẽ là dương, còn Đúng cái rồi. nhánh dương bên phải nó dương ở ở phía dưới đây, thì em nghĩ là nó sẽ bắt chéo ra một cái đường dương ở đây, thì Không. em đang thắc mắc là nó có mối liên hệ như thế nào không, nếu như Không là đều phải là dương đó. nhánh không phải là nhánh dương bên phải nó là dương, mà cái âm dương này là đường kinh nha. Nó là kinh âm và kinh dương. Được chưa? Ủa dạ cô ơi, cô cho con hỏi là giống như là kinh phế là kinh âm, vậy là nó âm ở cái phần kinh mạch, là kinh phế ở bên tay phải là kinh âm thì nó là âm, bên tay trái nó là dương, âm dương đó là kinh âm, là âm về kinh mạch, còn âm dương kia là bên trái bên phải là âm dương về mạch khí hả cô? Đúng rồi, âm dương đó là nó thuộc cái học thuyết Cái âm kinh, dương nha. dạ, còn cái âm dương mà Cái âm dương kia là nó là là mật kinh, khí, nó là kinh âm và kinh dương. còn cái dương mà trái phải đó là về mật khí hả? Nó là thuộc học thuyết âm dương. Nha, còn học thuyết âm dương là hôm qua học rồi. Đúng không? Hôm qua cô Tường Vân dạy bài học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành. Dạ, nhưng mà ý con hỏi là Mất mất tiếng rồi em. dạ giống như là nó là kinh âm, thì kinh âm mà ở tay thì nó sẽ là ly, nhưng mà ở bên phải á, chẳng hạn như là kinh phế, bản chất của kinh phế đó là kinh âm, mà bên tay phải là kinh âm, là phế âm nhưng mà âm, còn bên tay trái phế âm nhưng mà dương, âm dương của cái phế âm với cái phế âm dương kia là nó về mặt khí, là cái đường khí nó đi hay là sao cô? Cái đường đi thì nó đều giống nhau, tức là bên nhánh phải hay nhánh trái nó đều là đường đi như vậy. Ví dụ kinh phế nó là đường đi, nó đi từ đây tới đây đúng không? Thì ví dụ bên nhánh phải nó cũng đi như vậy mà nhánh trái nó cũng đi như vậy. Đúng không? Mất tiếng rồi. Cô ơi, vậy nếu mình kích thích mỗi nhánh thì nó sẽ cho một cái tác dụng trái ngược nhau đúng không cô?
Không em, tác dụng điều trị của đường kinh nhánh nào nó cũng là tác dụng điều trị như vậy. Nhưng mà cái âm dương này là mình để sử dụng trong cái những cái trường, tùy cái trường hợp nha. Ví dụ mình sẽ chọn cái này nói, nó sẽ, mình sẽ chọn những cái huyệt là mình chọn huyệt âm hay là huyệt dương để điều trị. Bây giờ em nói như này là để em biết là nó là bên nào, là bên bên phải nó là âm hay dương, bên trái nó là âm hay dương ha. Để ví dụ trong cái trường hợp mình lựa chọn huyệt điều trị thì mình sẽ chọn huyệt bên phải hay bên trái. Đây là những cái kiến thức cơ bản ha, và phía sau các em sẽ học nữa. Được chưa? Tức là sau các em học, các em sẽ quay lại bài của mình ở đây và các em sẽ biết cách chọn huyệt nha. Dạ coi. Ví dụ như con đang nói về, ví dụ như mình ở bên những cái mình thường học, ví dụ như con đang nói là ví dụ như mình mất tiếng rồi. Ủa em thỉnh thoảng cứ bị mất tiếng á. Dạ dạ dạ, dạ con nghe không? Ừ, giờ nghe rồi. Dạ, ví dụ như mình miêu tả mạch máu thì mình biết. Dạ, còn ví dụ như mình mô tả. Bị mất, nó cứ bị đứt tiếng á em. Dạ, cô có nghe không ạ? Rồi, dạ, em không... soạn câu hỏi vô tin nhắn nha. Rồi bạn nào muốn hỏi thì bấm giơ tay đi. Tại vì bạn thỉnh thoảng cứ bị mất tiếng á. Rồi mời bạn Thiện hả? Dạ em hỏi là cái kinh phá con. Cái kinh phá mà nhánh bên phải á, thì gọi là lạc âm đúng không con? Còn kinh phá nhánh trái thì gọi là lạc dương. Không. Cái kinh lạc là nó lạc mạch là khác em. Ủa chứ cô kêu là lạc là nhánh. Em hiểu khái niệm lạc, em hiểu lạc là gì? Lúc đầu cô nói là lạc là nhánh. Lạc là nhánh. Em nói lại đi, chưa hiểu lắm. Bây giờ em hỏi. Lúc đầu cô giới thiệu là kinh là chính, kinh là cái đường đi, còn cái lạc là nhánh của đường đi. Mỗi đường kinh có hai nhánh. Thì bây giờ cái đường kinh phá là đường kinh âm, thì bên tay phải thì gọi là lạc âm đường con. Không em. Cái đó là đường đi chính của đường kinh. Nó sẽ là nhánh phải của kinh phế hay là nhánh trái của kinh phế. Mình không nói là lạc phải, lạc trái nha. Vậy lúc đầu có giới thiệu cái lạc thì... Lạc cái nhiều. Lạc. Tức là những cái nhánh khác. Tức là đường chính của trong cái kinh lạc á là gọi là kinh, còn nhánh là lạc. Lạc này khác đường kinh nha, lạc là khác kinh. Được chưa? Hệ thống kinh lạc là gồm đường kinh và lạc. Dạ rồi con. Dạ con nghe không? Có em. Dạ 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 em nói lại xíu. Dạ. Lại mất tiếng rồi. Dạ. Dạ thì ý là ý em đang hỏi là ví dụ như mình ở những môn học khác á. Lại mất tiếng rồi em. Cái mic của em bị sao? Em nhắn tin câu hỏi lên máy đi. Dạ em không biết ý là sao nó có hiện là xong quanh view á, là em không biết là có ai tắt cái mic của em không chứ em để em nói. Lại bị mất rồi. Bị mất tiếng rồi em ơi.
Dạ tôi để em chat luôn. Rồi. Rồi bạn Tiên. Ô, cô ơi, em không hiểu cho lắm cái giọng mà phải phải âm trái dương của cô, giống như nãy bạn nói là giống như cái đường chéo á cô. Mà bên phải là âm, bên trái là dương, nhưng mà hồi nãy là em thấy cái slide mà gần cuối á cô là kinh dương là ở mặt sau còn kinh âm là ở mặt trước á cô. Tại sao cái đường đi giống nhau nhưng mà phải âm mà trái là dương cô? Đâu, cái đường slide gần cuối là cái nào? Cái slide 25 á cô. Đây hả? Đây, dạ, slide dạ. 25 là slide này. Rồi. Em nói sao? Tại sao cái đường đi của hai bên nó, hai kinh nó, hai bên, hai tay nó giống nhau á cô, nhưng mà ví dụ như kinh phế á cô, là... Ví dụ kinh phế là đây. Dạ. Đây đúng không? Rồi, tiếp. Ví dụ kinh phế rồi sao nữa? Cô là tay phải là dương, tay tay phải là âm, tay trái dương á cô. Vậy tại sao cái đường đi giống nhau nhưng mà một cái âm một cái dương á, trong khi là mặt sau là dương còn mặt trước là âm á cô? Vậy nha, em đang nhầm. Em nhìn lên cái tóm tắt này nha. Bên này là kinh âm. Được chưa? Còn bên này là kinh dương, nó không có liên quan. Kinh phế nó chỉ ở đây thôi. Kinh phế nó chỉ là cái đường này thôi. Được chưa? Tiên đâu? Dạ cô ơi. Không có thấy rồi. Con chỏ cô ơi. Em thấy con chỏ không? Thấy chưa? Dạ không. Trời. Đây kinh phế em nhìn phía bên trái. Ủa vậy em xác định được kinh phế trên cái hình này không? Cẩm Tiên. Dạ, cái hình bên ấy mặt ngoài. Đúng rồi, đó là kinh phế nha. Còn ở phía bên trái này là ba đường kinh dương. Từ từ em để bạn Tiên ấy. Cô khắc giải đáp thắc mắc cho bạn Tiên đó. Và nói tiếp đi Tiên. Dạ, dạ. Vậy là cái bên tay phải là ở ngoài là nó là âm. Vậy nhưng mà bên tay trái thì nó cũng đi như vậy á cô. Ừ, mà tại đúng sao rồi. Nó là dương? Kinh phế có hai nhánh, bên phải nó cũng đi như vậy và bên trái nó cũng như vậy. Nhưng mà mình chia ra hai nhánh thì là một nhánh là thuộc âm, một nhánh là thuộc dương. Vậy cái bảng này là chỉ chia ở bên tay phải thôi hả cô? Cái bảng này là cô đang đưa lên để các em dễ xác định cái đường đi của mỗi đường kinh. Chứ em đừng có nhìn nó là tay phải hay tay trái nha. Tay trái nó cũng tương tự. Được chưa? Hiểu không? Dạ dạ em hiểu ạ. Ừ. Em cảm ơn cô. Rồi. Tiếp đi, nãy bạn nào hỏi gì á? Dạ em á cô, em chat vô trong ấy luôn. Ờ, đợi cô xíu. À, bạn hỏi là ví dụ như mình mô tả mạch máu thì mình dùng thì cái dòng chảy của nó là máu
mô tả cái đường thần kinh thì cái dòng di chuyển là dòng điện tế bào. Còn vậy khi mình mô tả đường đi của các đường kinh thì mình có thể hiểu là di chuyển của đường kinh. À đúng rồi, cái này á là 12 đường kinh. À, 12 đường kinh nó tương ứng với 12 đường đi của 12 dây thần kinh trong cơ thể. À. Ừ. Ồ cô, vậy nó có sự liên quan đến dây thần kinh của cơ thể cô. Dạ, dạ alo. Ờ alo. Dạ cô nói vậy tức là... Dạ cô nói dạ vậy nó vậy bản chất của nó là vẫn là mất tiếp này em ơi. Dạ ý là bản chất của nó vẫn là dây thần kinh đó cô, đường kinh đó. Ừ, đường đi của 12 đường kinh nó có trùng với đường đi của 12 dây thần kinh trong cơ thể nha. Dạ em hỏi vậy để em hình dung được đó, là khi mà mình điều trị mình tác động lên cái kinh huyệt rồi cái đường kinh đó, thì nó sẽ tác động lên cơ thể mình như thế nào cô? Dạ, đúng rồi. Nó sẽ tác động tương tự lên 12 dây thần kinh. Em đợi mình xíu nhé. Rồi được chưa? Bạn Thắng được chưa? Dạ cô ơi, cô bị tắt mic rồi cô ơi. Alo. I'm sorry. Rồi, tiếp theo. Bạn nào hỏi gì nữa không? Cô ơi, cho em hỏi học thực tập là mình sẽ học như thế nào vậy cô? Mình học, em nghe nói là học ở trung tâm, ở nhà. Em... Nhân sinh với lại yoga. Thực tập thì mình sẽ có 3 tuần. Thì tuần đầu tiên là theo kế hoạch thôi là mình sẽ học skill, tức là học tại trường. Tuần thứ hai mình sẽ đi nhà tập luyện Phú Thọ nha. Và tuần thứ ba mình sẽ đi lâm sàng ở bệnh viện. Dạ, mà mình học xong mình thi như vậy đúng không cô?
Thi thì là các em sẽ có hai nội dung, ví dụ nếu mà học ở nhà tập luyện thì sẽ thi tại nhà tập luyện, còn bệnh viện thì mình sẽ về thi ở bộ môn, là thi phần thực hành nha. Nhưng mà cũng để coi tình hình dịch bệnh như nào nữa. Ví dụ tuần đầu tiên thì sẽ là tất cả sẽ học skill tại trường, còn tuần thứ hai thì có một số tổ sẽ đi nhà tập luyện, còn một số tổ đổi lại sẽ đi bệnh viện trước, và sau đó tuần thứ ba mình sẽ đổi lại. Thì tới lúc đó mình sẽ nhắc sau. Cô ơi. Alo, em nói. Cô mở lại giùm em cái slide kinh đại trường đi cô. Kinh đại trường. Đây. Dạ, thì em thấy nó ghi là tận cùng ở huyệt Nghinh Hương đó cô. Mà ở chỗ lỗ mũi đó, em thấy có bốn cái chấm lận. Vậy huyệt Nghinh Hương là chỗ nào trong bốn cái chấm đó cô? Em đọc lại cái vị trí của huyệt Nghinh Hương. À, nó là giao điểm của rãnh mũi miệng. À, rãnh mũi miệng. Đây là cái rãnh chỗ giữa này. Và chân cách mũi kéo ngang. Rãnh mũi miệng là rãnh nào? Rãnh mũi miệng là hai cái chấm ở dưới, hai cái lỗ mũi. Đây khi em cười lên đó. Ha, em cười lên nó có đó, giống cái bạn đang ấy, cái bạn bạn Phong á. Cái rãnh mũi miệng nha. Giao điểm của rãnh mũi miệng và chân cánh mũi kéo ngang. Thì cái huyệt Nghinh Hương nó sẽ là cái huyệt ở phía này, phía trên này em. Đây. Huyệt này, cái con chỏ, cái màn hình nó nhỏ quá, không biết chỉ có đúng không nữa. Đây là cái huyệt này nè. Em nhìn thấy cái đường không? Em thấy cái đường nó nối cái điểm cuối cùng á, đó là cái huyệt Nghinh Hương nha. Cái đường màu đen hay là màu cam cô? Đường màu đỏ em. Đường màu cam á. À là nó là cái gì 19 đó hả cô? Không, 20. 20 nha. Em thấy cái đó là huyệt cuối cùng. Hai huyệt hai bên. Hai cái huyệt đó luôn hả cô? Đúng rồi. 20 đúng rồi. Mà hai cái hai bên. Hai bên. Là nó sẽ huyệt nó cũng là đối xứng nha. Huyệt nó sẽ là đối xứng. Ồ, ý em là cái kinh đại trường này đang xét ở bên tay trái. Vậy thì nó tận tay cùng là nó ở hai bên luôn không? Tay phải nó cũng vậy. Nãy có nhiều bạn cứ để ý tay phải tay trái nha. Đây là lấy ví dụ thôi. Chứ nó là hai bên, tại vì nó phân nhánh hai bên mà. Nãy nói rồi, mỗi đường kinh có hai nhánh, trái và phải và trái thì nó tương tự nhau. Dạ rồi, cảm ơn cô. Ừ. Hôm qua các em học tới mấy giờ? Cũng gần 9 giờ. Dạ cô cho con hỏi một cái là cái khí á cô, trong đông y á, là cái khí á, là cái sự là âm dương đó, là cái khí của mấy đường kinh mạch đó là âm dương nó khác nhau không cô? Cái khí của đường kinh mạch
Dạ, là bên âm với bên dương là cái chiều nó khác nhau. Từ từ, có khái niệm cái khí của đường kinh mạch không? Dạ không. Nhưng mà ý con nói là khi đặt câu hỏi thì những cái khái niệm các em dùng để đặt câu hỏi là phải chính xác nha. Rồi em nói lại đi. Nói là có bài giảng số hả? Dạ cô là trong con người mình á, mình có tinh khí thần á, cái khí á là nó có thể đi theo mấy cái đường kinh mạch đó. Vậy thì cái sự dẫn cái hướng đi của những cái luồng mình gọi là khí thì nó mà đi theo mấy đường kinh mạch đó là âm dương. Tức là những cái đường kinh đó nó là tức là kinh lạc sẽ là có là những cái đường khí huyết ở trong cơ thể. Cái này là nó vô hình đó em. Tức là mỗi đường kinh cũng sẽ có những cái đường khí huyết vận hành ha. Vậy em muốn hỏi là hỏi cái gì? Giống như là cái kinh phế á, nó là kinh âm mà bên tay mà nó nằm ở mặt trước. Mất tiếng rồi. Dạ. Dạ nó nằm ở phía trước mà trước nó là âm mà kinh phế ở bên tay phải là kinh âm mà âm đó là mình nói đề khí á, là nó ly hả cô? Còn ở bên tay phải nó là kinh âm mà nó dương thì dương nó hướng tâm hay sao ta? Trời, cái câu này nãy có một bạn hỏi rồi và mình đã nói là nhầm tai hại rồi. Nãy bạn nào hỏi là kinh phế là bên phải là ly còn bên trái là hướng á? Cái này là sai nha. Nãy nói là nó chỉ là ly hoặc là hướng thôi chứ nó không có vừa ly vừa hướng. Ly tâm hướng tâm các em hiểu là nó là cái đường đi á. Đây quay lại cái slide này đi. Đây cái quy luật âm dương, cái quy luật âm thăng dương giáng, được chưa? Ly tâm hướng tâm. Tâm là gì? Tâm là trọng tâm này này, mình nói nôm na là cái trọng tâm của cơ thể này. Ly tức là ly tâm tức là từ tâm đi ra, còn hướng tâm là từ tâm đi vô, từ ngoài đi vô tâm, được chưa? Thì những cái đường kinh âm ly tâm tức là nó sẽ đi từ tâm đi ra, cái đường đi của nó là từ đây đi lên đây, thì giống như là kinh phế nó sẽ đi từ đây đi cái tận cùng, nó sẽ ở ngón tay. Và những cái kinh dương thì nó sẽ là từ tay đi vô nha. Còn ly tâm tức là kinh phế nó là ly tâm chứ nó không là hướng tâm nữa, nó chỉ là ly tâm thôi. Thì bên trái nó cũng ly tâm mà bên phải nó cũng là ly tâm. Còn những kinh dương nó là hướng tâm thì phải nó cũng là hướng mà trái nó cũng là hướng. Được chưa? Đây thì các em nhớ là nó là kinh âm hay dương. Tức là nó chỉ là kinh âm, là nó là kinh âm chứ nó không vừa âm vừa dương được. Và nó là ly tâm hay hướng tâm thì nó chỉ là ly hoặc hướng chứ nó không vừa ly vừa hướng nha. Hiểu chưa bạn Thắng? Bạn Thắng hiểu chưa? Dạ anh, dạ em vẫn nghe nhưng mà em không có hỏi cô à. Hả? Dạ em vẫn nghe cô nói nãy giờ nhưng mà em không có là người hỏi. Xin lỗi bạn Phong. Cô xin lỗi bạn Phong nhé. Dạ hiểu rồi cô. Slide thì tụi em có thể chụp hình lại nha, không có xin được. Dạ cô, sáng nay
chỉ có mỗi cô dạy thôi đúng không cô? Đúng rồi. Hình như dạ, tới dạ, giờ dạ. Là tụi em học môn khác rồi đúng không? Dạ không, ý là trên lịch thì cô có 3 tiết lận tới 9:40. Dạ, từ giờ tới đó cô cũng còn lâu lắm, có gì cô nói thêm cái gì đó cũng được, cô diễn sau cũng được. Hôm qua là chứ ai ở cô Vân dạy tụi em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hôm qua làm hôm qua 4 tiết hay sao ạ? Dạ, y học cổ truyền 3 tiết cô, còn 2 tiết sau là kỹ năng cô. Ừ. Rồi bây giờ có bạn nào muốn hỏi gì nữa không? Cô chiếu slide lại giùm em được không? Sao em? À chiếu slide. Ừ. Có bạn hỏi là bài giảng số của năm trước nội dung có thay đổi thì nội dung không có thay đổi nha em. Chiếu slide lại để tụi em chụp màn hình. Rồi các em chỉ cần chụp những cái nội dung này thôi. Đó. Những cái các em cần nhớ nó khái quát thôi. Mỗi slide sẽ cho 5 giây để chụp nha. Rồi, tiếp theo. Cô cho tụi em xin slide luôn đi cô. Không được nha. Chụp thì nó không khác gì đâu, nó chỉ là nội dung vậy rồi. Với lại slide nó có nhiều cái slide nó chỉ là kể tên liệt kê giới thiệu thôi, còn những cái nội dung chính là mình chiếu lên đây rồi. Đây mình sẽ dừng những cái slide các em cần nhớ thôi, các em chụp hình lại là được rồi. Cái nào bữa nào tụi em nhận giáo trình á thì nó nội dung nó sẽ nhiều, nó sẽ ghi cụ thể hơn. Còn slide thì mình chỉ cho phép nội dung đưa lên có nhiêu đó thôi. Mỗi slide
Rồi, được chưa? Các bạn chụp xong chưa? Dạ rồi. Đây là bản hệ thống cái việc chẩn đoán và điều trị. Thì mình tưởng là bạn có trình rồi nên là mình cái này là mình cũng tiếp lại của cái slide này ở đây cũng có ghi hết rồi, mỗi đường kinh cũng ghi cụ thể là tỷ vị khoảng rồi rồi bây giờ vậy giờ hỏi lại như các bạn đã bài chưa nha. Để biên có tất cả bao nhiêu đường kinh? Dạ có 12 đường kinh chính. Rồi. Tất cả có tất cả 12 đường kinh chưa, là 6 đường kinh ở tay và 6 đường kinh ở chân. Hôm nay mình học 6 đường kinh ở tay. 6 đường kinh ở tay lại có 3 đường kinh âm và 3 đường kinh dương. Yêu cầu các em nhớ được cái cơ bản, tức là nó là kinh âm hay kinh dương, kinh ly tâm hay hướng tâm, đầu đâu đâu à, bắt đầu ở việc nào, ở việc nào. Rồi thì nó chạy theo mặt nào? Thì ở kinh âm thì nó là mặt trước, còn kinh dương thì nó là mặt sau. À. Và sẽ có ba phía là ngoài, giữa và trong, phía ngoài, phía giữa và phía trong. Thì theo thứ tự ở phía ngoài mặt trước là kinh tế, ở phía giữa mặt trước là tâm bằng, và phía trong trước là tâm. Ở phía ở kinh dương ở tay, ở phía ngoài mặt sau là kinh đại trường, giữa sau là tiểu trường, tam tiêu, còn trong sau là tiểu trường. Đó là cách nhớ. Hỏi bất kỳ thôi nha. Nào thì cẩm ly. Cái xin ai nó lại mất rồi. Dạ cô, em dạ cô gọi em. Mình nói nghe đâu. Dạ cô nghe không ạ? Dạ cô ơi. Rồi, cũng ly. Dạ cô. Vị trí của ba cái năm mặt tay, anh chỉ cần nói nó mặt nào thôi. Dạ thưa cô, ba đường kinh âm ở tay là ở mặt trước của tay. Vị trí của ba đường kinh âm ở tay. Dạ vị trí là đường kinh phế là ở trước và ngoài của tay. Đường kinh
Ủa cô ơi, cô có nghe không ạ? Alo. Anh đang nghe mình nói không? Dạ, lúc được lúc không cô ơi. Lê Minh Hậu trả lời đi. Cẩm Ly thấy bạch mất xong rồi đâu rồi? Dạ cô, cố nghe em cô. Alo cô ơi. Dạ cô ơi, alo. Alo cô ơi. Cô có nghe em không ạ? À? Em mệt nãy giờ á cô. Okay. Alo cô. Alo, giờ mới nghe. Yeah. Dạ cô gọi em hả? Em trả lời cái slide. Để từ từ để mình up cái slide lên. Nãy mình có mở cái bài đó, chắc mọi người có nghe được không? Rồi đây, em nói cái đường đi của ba đường kinh âm ở tay. Dạ thưa cô, đường kinh âm của tay là đường kinh ly tâm, có gồm có kinh phế, kinh phế tâm bào và tâm. Thì đường kinh phế thì là ở mặt trước. Ở đường ly tâm đi đi từ phía trong ra phía ngoài ở bàn tay. Không, em chỉ cần nói là nó, em không cần nói nó đi từ đâu tới đâu, em chỉ cần nói là nó ở mặt nào. Dạ thưa cô, ở là phía nào mặt nào, nó chạy dọc theo phía nào mặt nào của tay. Dạ. Thưa cô, vậy là kinh phế thì là ở mặt trước của tay và ở phía ngoài. Ừ. Dạ rồi kinh tâm bào. Kinh tâm bào thì là mặt trước của tay và ở đường giữa. Và kinh kinh tâm tâm thì là ở mặt trước của tay nhưng mà ở phía trong. Vậy em nói luôn là nó chạy theo mặt trong ngoài. Xin lỗi, mặt trong trước ha. Hoặc là trước trong của cánh tay. Hoặc là trước ngoài và trước giữa. Ha. Dạ thưa cô, vậy có phải lặp lại không cô? Ừ, em nói lại một lần nữa đi. Dạ thưa cô, là kinh đường kinh phế là ở mặt trước ngoài, đường kinh tâm bào là ở mặt trước giữa của tay, và đường kinh là ở mặt trước trong của tay. Rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Nãy mình lỡ gọi bạn Lê Minh Hậu. Mất cái slide ở đây. Rồi bạn Lê Minh Hậu trả lời là ba kinh dương ở tay. Nó nằm ở mặt nào? Nó nằm ở vị trí nào của cánh tay? Không có nghe được Hậu ơi. Giờ mới nghe được, lại mất rồi. Nhớ cô là ba đường kinh dương ở tay là nằm ở phía mặt sau của cánh tay ạ.
Đó là ba đường đại trường ở nằm ở mặt ra ngoài của cánh tay. Đường kinh tam tiêu nằm ở mặt giữa ngoài của cánh tay, và đường tiểu trường nằm ở mặt trong ngoài của cánh tay. Em nói lại đi, chưa chính xác. Em nói là kinh đại trường là đúng rồi, là ở mặt sau ngoài. Còn tam tiêu là em nói ở giữa ngoài, tiểu trường là trong ngoài. Dạ vâng. Em nói tiểu trường và tam tiêu và tiểu trường chưa chính xác. Dạ cô. Tam tiêu là chạy theo đường giữa mặt sau của cánh tay cô. Ừ. Sau cánh tay. Còn tiểu trường thì chạy ở mặt trong mặt sau cánh tay. Ừ, đúng rồi. Nhà biết nói sai chỗ nào rồi đúng không? Rồi. Rồi, thử hỏi một bạn khác coi nha. Bạn Dương Hạnh Trinh. Em nói lại cái vị trí của ba đường kinh âm ở tay. Anh Dương Hạnh Trinh có đây không? Bạn Đường Bảo Hân. Dạ cô ơi. Ừ. Dạ, ba đường kinh âm ở tay là nằm ở mặt trước ạ. Em chỉ cần nói, em kể tên từng đường kinh luôn và nói mỗi đường kinh đó là ở vị trí nào là được rồi. Dạ, phế thì nằm ở mặt ngoài trước. Ừ. Dạ, tâm thì nằm ở mặt giữa trước. Và ở tâm bào thì nằm ở mặt trong trước ạ. Ừ. Nếu mà em trả lời là mặt thì em sẽ nói là trước ha. Cái dạ. Từ trước. Trước ngoài, trước giữa và trước trong. Dạ. Mặt trước ngoài, mặt trước giữa và mặt trước trong. Dạ cô. Ừ. Rồi bạn Đoàn Lê Quốc Thái, vị trí của ba đường kinh dương. Đoàn Lê Quốc Thái, vị trí của ba đường kinh dương ở tay. Đỗ Thị Kim Ngân. Dạ có em ạ. Ừ, trả lời cho em. Dạ nói kinh dương ạ. Đúng rồi, ba đường kinh dương vị trí. Dạ, ba đường kinh dương là nằm ở mặt sau. Thì sẽ có đại trường là ở mặt sau là phía ngoài, đường tam tiêu là mặt sau phía trong, ở phía giữa, và tiểu trường là mặt sau phía trong ạ. Ừ. Em nói cụ thể luôn là ở mặt sau ngoài, sau giữa và sau trong. À, đại trường sau ngoài, tam tiêu sau giữa, tiểu trường sau trong. Chưa? Yeah. Mình không có nói mặt
sau phía nào nữa mình nói luôn là ở mặt sau ngoài, mặt sau giữa, mặt sau trong, được chưa? Dạ. Rồi vậy là các em cũng biết cách nhớ cái cách nhanh nhất để nhớ cái vị trí, cái đường đi của 6 đường kinh ở tay. Rồi. Này nhiều khi phải hỏi lại để các em lại nắm được chưa? Tại vì cứ nghĩ là bạn nào cũng biết cách rồi á. Mình cũng xác suất nó ít thôi. Mình gọi có một số bạn thôi chứ không thể hỏi từng bạn được ha. Nên là bạn nào mà chưa biết cách xác định thì cứ chưa hiểu á thì cứ hỏi nha. Bạn nào có câu hỏi thì cứ giơ tay nha. Mình vẫn còn thời gian á. Bạn nào muốn nói lại cái nội dung nào? Rồi, có bạn nào hỏi gì nữa không? Mình coi lại cái mục tiêu bài học hôm nay nha. Đó. Rồi, các em nhìn lại ba cái mục tiêu mà mình đã đặt ra của bài học hôm nay. Thì các em thấy mình đã đạt được cái mục tiêu này chưa? Thứ nhất là mô tả được đặc điểm lộ trình của 6 đường kinh ở tay và hai mặt nhâm đốc. Rồi, ủa các em có thấy slide nữa không? Alo. Các bạn có thấy slide nữa không? Dạ không. Ở trong này có lớp trưởng không? Ví dụ như là những lần sau giáo viên hỏi á, thì các bạn lớp trưởng có thể đại diện trả lời dùm cho cả lớp nha.
để không các bạn lại cứ đợi có người khác trả lời á. Rồi, cái mục tiêu. Rồi, thì cái mục tiêu thứ nhất đó là mô tả cái đặc điểm lộ trình đó thì mình vừa có ôn lại xong nha. Tức là các em phải nhớ được là nó bắt đầu từ huyệt nào ha, và nó đi ở mặt nào của tay và nó kết thúc ở huyệt nào. Đó, và đường đi của hai mạch nhâm đốc. Rồi, mục tiêu thứ hai là cái hệ thống huyệt chẩn đoán của 6 đường kinh. Thì cái này là cái bản tóm tắt ở trang 107. Thì các em chưa có giáo trình, các em có biết lúc nào có giáo trình không? Các em đã đăng ký mua rồi đúng không? Với lại đợt này các em không có lên trường nên là cũng không có nhận sách được. Rồi, cái hệ thống huyệt chẩn đoán thì các em nếu mà chưa có coi được cái bản tóm tắt thì các em có thể là coi từng cái slide. Ở trong mỗi cái slide của đường kinh sẽ có là cái huyệt điều trị nha. Huyệt điều trị và cái huyệt chẩn đoán. Đó. Rồi, mục tiêu thứ ba đó là trình bày được cái huyệt điều trị quan trọng. Tức là ở đây mình chỉ đề cập tới thủy hỏa và nguyên của 6 đường kinh. Thì cái huyệt chẩn đoán là cái du huyệt và mộ huyệt ở trên mạch nhâm và mạch đốc nha, trong cái hệ thống nhâm đốc. Đó, thì cái mục tiêu thứ hai và mục tiêu thứ ba thì chỉ là kể tên huyệt thôi nên là nó đơn giản ha. Và các em cũng không bắt buộc các em phải nhớ, nhưng mà các em phải biết cách tra bản. Nha, và biết cách tra bản này thì nó cũng đơn giản thôi nha. Thì các em chỉ cần nhớ cái phần này đó, nhớ những cái slide mà mình đã dừng lại cho các em chụp bắt nha. Rồi, vậy có bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Nếu mà không có bạn nào có thắc mắc gì thì các em nghỉ nha. Và thời gian còn lại thì các em có thể là coi lại những cái slide, những cái slide mà các em đã chụp lại nha. Và các em nếu mà có gì thắc mắc thì buổi sau